Đa số mọi người họ có một cái suy nghĩ là họ sẽ chờ cho cuộc sống của họ nó có cái gì đó tốt lên thì họ mới hy vọng rằng là họ mới gia tăng được lợi nhuận. Các anh chị ha, họ sẽ ngồi họ nhìn, ví dụ như họ nhìn ông sếp á, mà ông yêu thương mình thì mình mới có cơ hội được tăng lương, đúng không? Hoặc là mình may mắn mình có vốn á, thì mình mới làm ăn kinh doanh thì mình mới gia tăng dòng tiền. Hoặc là mình phải đi đâu ạ, mình phải gì, mình phải có cha mẹ hỗ trợ, hoặc là mình phải có ông, phải có cái ông to bà lớn nào đó phải nâng đỡ mình thì mình mới có cơ hội để gia tăng dòng tiền. Và đa số các anh chị nhìn vào cái cuộc sống ở bên ngoài của các anh chị để các anh chị hy vọng rằng, để các anh chị xem rằng là mình có gia tăng dòng tiền được hay không. Yes, ví dụ như có một số anh chị nói rằng là mình đang đi làm công nhân thì làm sao mà gia tăng dòng tiền được, lương công nhân mỗi tháng có vài triệu, có 7-8 triệu thôi thì làm sao mà gia tăng lợi nhuận được hả Thêu ơi? Dạ, bao nhiêu chị mới thắc mắc như thế không ạ? Hoặc là chị thấy rằng là chị làm kinh doanh cũng nhỏ lẻ thôi, chị thấy chị buôn bán cũng đơn giản thôi, thì em nghĩ đi, bán ở quê như thế này á, có bao nhiêu khách hàng đâu chứ, có bao nhiêu người đâu chứ, mà em nghĩ sao mà chị gia tăng lợi nhuận được chứ hả Thêu ơi? Là thế đấy. Hoặc là em thấy không, trong gia đình của chị biết bao nhiêu người rồi, công và biết bao nhiêu là cái miệng để ăn rồi, chị phải đi làm từ tối tới sáng như thế, chị chỉ có một công việc như thế làm sao để mà gia tăng lợi nhuận. Yes, thì đa số các anh chị không có dám tin tưởng rằng mà mình có thể tăng trưởng lợi nhuận được. Khi nào? Khi các anh chị cứ nhìn vào cái bên ngoài cuộc sống của các anh chị. Ok, dạ, thì Theo sẽ nói cho các anh chị biết, khi mà Theo đến với môi trường trước đây thì Theo cũng giống như các anh chị thôi. Theo không có một cái ý định gia tăng lợi nhuận, và Theo nghĩ rằng là Theo chỉ đi làm và mong muốn có nhiều tiền hơn. Và Theo nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng mình sẽ làm nhiều công việc, mình hy vọng rằng là mình có mức lương 5 triệu một tháng thôi là mình mừng lắm rồi các anh chị, chứ làm sao mà mình có thể mơ cao mơ xa được chứ. Nhưng cho đến khi mà gặp được môi trường câu lạc bộ, Theo gặp được người thầy của mình đã dạy cho Theo biết cái cách vận hành luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức để gia tăng dòng tiền, thì Theo mới thật sự là thấu hiểu được tất cả những cái gì mà chúng ta có nó đến từ bên trong của mình các anh chị. Đầu tiên là các anh chị phải yêu cầu thì mọi thứ nó mới đến được. Bước một là chúng ta phải thật sự yêu cầu thì nó mới tới. Vậy thì ở đây bao nhiêu anh chị đây mình đã biết đến luật hấp dẫn và sức mạnh tiềm thức, thì các anh chị đều biết rằng là sức mạnh bên trong của mỗi anh chị đây mình sẽ có một cái tâm thức, mỗi anh chị đây mình đều có một cái tâm thức ở bên trong, và cái tâm thức này nó có thể giúp cho các anh chị đạt được cái điều mà các anh chị mong muốn. Thì cái tâm thức đó, nó giống như là một cái giác quan thứ sáu của các anh chị thôi, mà từ hồi xưa giờ các anh chị không có biết và các anh chị không có xài. Thì cái tâm thức của các anh chị nó giống như là một cái hệ điều hành của cái chiếc điện thoại này, đúng không ạ? Cái vỏ bề ngoài của chiếc điện thoại này là tay chân xương cốt cơ thể của các anh chị, được không ạ? Còn cái hệ điều hành của cái chiếc điện thoại này nó giống như là cái tâm thức của các anh chị, và cái tâm thức của các anh chị nó giống như là một cái hệ điều hành của cơ thể của các anh chị vậy đó. Tim của các anh chị hoạt động nhờ đâu? Nhờ cái tâm thức các anh chị điều khiển. Cơ mắt của các anh chị nhìn nhờ đâu? Nhờ tâm thức các anh chị nó vận hành. Nếu như một người mà họ mất đi cái tâm thức thì giống như là một người vô tri và không có trí nhớ, không có nhận thức gì cả. Ok, các anh chị hiểu chưa? Và trong cái tâm thức này nó có hai phần, đó chính là phần ý thức và phần tiềm thức. Cái phần ý thức là phần nhiệm vụ của nó là đưa ra quyết định, còn tiềm thức nó có nhiệm vụ là đồng ý và cho thêm. Bao nhiêu anh chị ở đây mình đã từng biết tới ông thần đèn ạ, mình đã từng biết đến cái câu chuyện mà Aladdin và cây đèn thần ạ. Vào một ngày đẹp trời, Aladdin đang đi dạo thì nhìn thấy cái chiếc đèn thần, và anh ta đã lượm lên, và xoa 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 thì ông thần đèn đã xuất hiện. Và ông thần đèn nói là dạ, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi, mong muốn của ngài là mệnh lệnh của cả vũ trụ này. Ngay bây giờ hãy nói cho tôi biết mong muốn của ngài là cái gì để tôi đáp ứng cho. Ông thần đèn đã cho ông Aladdin ba điều ước, và ba điều ước đó, nhưng mà các anh chị biết không ạ, mỗi anh chị ở đây đều có một cái ông thần đèn y chang như vậy, nhưng mà các anh chị quên ước, các anh chị không chịu ước. Ai biết ông chịu ước chi, đúng không? Và cái cây thần đèn á của ông Aladdin á, nó hồ biến cái là đạt được mục tiêu. Nhưng mà chúng ta ở đây, chúng ta sống thực tế một tí, đúng không ạ, thì chúng ta không có hồ biến nhanh như ông thần đèn được, mà có điều là chúng ta có một cái thời gian để chúng ta tạo ra, nhưng không gì là không thể các anh chị. Và các anh chị có tin không ạ, trong cuộc đời các anh chị, ngôi nhà các anh chị đang có, con các anh chị đang ở, chồng các anh chị đang ở bên, đúng không ạ, chiếc xe mà các anh chị đang đi, công việc mà các anh chị đang làm,
Anh chị hãy thử nhớ lại đi, có phải là do các anh chị đã yêu cầu trong quá khứ không ạ? Cái mức thu nhập mà các anh chị đang có phải là do các anh chị đã yêu cầu trong quá khứ không ạ? Có ai nói với Theo là không có không? Có ai tự tin nói là không không ạ? Mẹ Theo đó yêu cầu rằng mẹ Theo có một cái ước mơ, đó chính là lớn lên sẽ có một ngôi nhà thật là to để mà mẹ Theo quét dọn. Và anh chị biết không ạ? 30 năm sau, mẹ Theo đó cái đứa con thứ hai của người mẹ Theo đã lớn lên và đã trưởng thành. Cô ấy đã xây dựng công việc kinh doanh cũng như là cuộc sống, tạo ra cái sự thành công về tài chính và đã để dành dụm tiền bạc xây cho mẹ cô ấy, xây cho mẹ Theo một cái căn nhà gấp 4 lần cái căn nhà trước đây. Và ngày hôm nay mẹ Theo đã đạt được cái ước mơ của mình, đó chính là mỗi ngày lau bàn ghế, chùi bàn ghế, lau từng cái bậc thang của cái ngôi nhà và lau từng cái thang. Và mẹ Theo gọi điện nói rằng là: "Ôi con ơi, bữa nay á là nhà mình không ai chịu lau nhà hết trơn, có mỗi mình mẹ lau à." Kêu thầy vô nói à, thì cũng mẹ chứ ai, hồi xưa mẹ ước như thế đúng không, hồi xưa mẹ ước rằng mẹ muốn có nhà to để mẹ tự lau nhà đúng không nè, tại vì không có cái nhà, nó chỉ có nhà đất thôi các anh chị, nhà đất thì đâu có lau chùi gì đâu. Mẹ Theo rất ước để có cái nhà để mà lau chùi, mà nhà to mới chịu chứ. Thế là ngày hôm nay mẹ Theo phải lau từ nhà dưới lên nhà trên, lên trên phòng của chị gái, qua phòng em trai, đến phòng ông cha, và đến phòng của mình, rồi đến phòng của mẹ. Xong là mẹ bắt đầu gọi điện than thở. Thế thì muốn nói rằng thế bây giờ mẹ ước lại đi, mẹ ước rằng là tôi có người lau nhà đi. Mẹ nói không 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 à, đây là ước mơ của mẹ nên là mẹ nói vậy thôi chứ mẹ thích lắm. Ok không ạ? Yes, cái đây là câu chuyện có thật các anh chị, đó là câu chuyện của mẹ Theo đấy. Và cái ngôi nhà mà Theo đang ngồi đây là Theo đã xây cho mẹ, và hàng ngày mẹ Theo cứ gọi điện cảm ơn, cảm ơn con gái, nhờ có con gái mà mẹ mới có nhà để mà mẹ ở nó mát như thế này, tại vì thời tiết bây giờ nó đâu có mát đâu các anh chị.